chỗ này lúng. Đấy, con sơi sớm để xem ở đây. À, cái này vừa cắt xong khoảng 3 ngày nay các bạn. Này sớm này chắc sớm đất nhà quá. Đầu gì đây? Xám 2403 hả ta? Lớp xám cái gì ạ? Con này xứ Isiki nha các bạn. Isiki chiên đấu đầu đó. Xứ của chú Vũ đó. Đó, bánh bờ. Ở đây là có một kiểu bánh bờ đó. Quá nắng rồi. À, hơi khan tiếng nha các bạn, cho nên giọng nói hơi khác khác xíu. Đang dòng bìa. C240 hay gì á. Vô. À 86 nha các bạn. Isuzu thần thánh đó. Đây, không nói đây, ông mày đem ra Sico hay gì nè. Đó, C240 thần thánh đây nè. Này nó lộn là nó lộn xám nha các bạn, đâu rồi chữ C đâu rồi. C240 này chạy lên mấy cài chạy sớm nó góng dữ lắm. Hàng gửi này là toàn một cầu chứ có mấy thằng TS đời xanh 2008, 3001, 2005 rồi đó. Có hai cầu. Nãy nhầm nha anh em, này Isuzu mình nó lộn đầu xám. Của que nằm bên Isuzu đặc trưng rồi mà quên. Trời ơi nước, cho bánh. Nhà này dàn sớ gì tao cứ sợ nhìn ngộ ngộ đi. Ở đây thì thường mấy ổng là hay xài dàn Isuzu chung trọn bộ mua theo máy á. Vô sớm về chắc là sẽ đất nhà rồi đó. À, ăn này là ăn hè thu với lộn thu đông nha các bạn, thu đông vừa qua. Bây giờ xạ là sau Tết ăn nè. Vô đường giữa. Ở đây cũng còn đâu khoảng chừng 3-4 con là để ghim một cầu luôn. Có một mình máy ông Vũ là ông lên cái cầu chứa lên bánh lớn luôn, lên bánh 8-822. Cái xứ này mình quay lên chạy đất mà gạ nhiều anh em khoái lắm. Dàn sớ ở đây sắp rồi là trộn xuống cái là gạ lắp hết trơn luôn. C240 lên Isuzu này thì mặt ga mặt riết gì thì khỏi mất công cắt. Đưa lên đặt lên là quất luôn à. Hơi khăn tiếng nha anh em, cho nên cái giọng nói có thể là hơi khó nghe, còn hơi khác khác so với mấy ngày thường nha. bữa nay ăn đồ nóng hơi nhiều. Hiện tại thì ra đường nơi công cộng mà không đeo khẩu trang là sẽ bị phạt từ 1-3 triệu. Cho nên anh em nào có ra đường thì nhớ chừng mang khẩu trang nha. Bắt thì cũng chưa có bắt công khai, chưa bắt nhiều đâu, nhưng mà biết đâu xui khiến mình là cái người bị bắt để răn đe đó, bắt để làm gương đó, nên cũng đừng có ý.
Ô này nhỏ, ô này có con công, công gữ gì. Trăng công. Quá nắng. Bánh này là còn bánh bánh ú nè. Cái bánh kêu mới bây giờ là ổng không có xài ú như vậy, xài lá không à. Xịt cô bờ. Cái khúc nó gỡ ra chứ không phải bông này, không phải bông xì cua mà ta gỡ ra nha. Hàng gửi. Hàng gửi này ghiên hai máy nha anh em. Đấu lên gì đấu từ hai máy lên bốn máy rồi nè. Chỗ này lũng. Nhà này dàn Isiki luôn nè. Đó, xe 210 cái hơi đó vậy đó. La vậy lắm. Gặp tài nào chưa đạp rồi là nó gống. Cái xe này nè, C240 C330 rồi nữa, C330 thì cổ bô, cổ bô e nằm hai bên. C201 thì cổ bô e cũng nằm bên luôn. Còn đường. Vô bên kia luôn cái gì đó. Bên đây sẽ rồi nhão đất hết rồi. Đồ đó đó. Đồ lớn hơn. Đây vô bè. Đã không dàn sớ đã không. Ừ mấy cái máy lòng vòng đây mình hỏi ra thì dàn sớ ở đây cũng là ông chú Vũ ông sắp. Cái này mấy cái vàng đi tắt hai nhìn đã lắm. Hôm trước mình quay mấy cái lúc mà sớ lúa chét đó các bạn.
nhiều anh em cũng cũng khoái lắm nha. Sớ nó trộn lên nhìn là không thấy gà luôn, thấy đất không. Với một phần nữa nào nó ngay đất, nó cũng cháo đất, nó cháo mặt hết rồi. Dần sớ sắp sớ ok nữa cho nên nó dễ trộn. Ô này công ngay đó. Đây, ô này cũng giấu giấu máy kéo được không? Ô này chắc 2 công. Cái kia còn đang cắt lúa, đang kéo đó.